Rồi chào anh em nha, hôm nay mình giới thiệu cho anh em về sản phẩm đó là cặp ắc cò độ trui nhiệt rất cứng và rất bền nha anh em. Đó, làm bằng thép nha, thép cứng rất là bền. Đây là cặp ắc cò độ dành cho dòng xe là Exciter 135-150 đến từ thương hiệu là Hoàng Long AO nha anh em. Đây là sản phẩm ắc cò độ nha, để dùng thay thế cho anh em mà những cái ắc cò của anh em sử dụng dòng xe là Exciter 135-150 mà bị bào mòn trong quá trình sử dụng, hoặc là khi mình thay cái những cái đầu bò đồ chơi mà nó thiếu cặp ắc cò thì mình mua bộ ắc cò này để sử dụng là rất là ok nha anh em. Đây là ắc cò độ trui nhiệt rất cứng và rất bền, thì giá cho cặp ắc cò độ này rất là ok và hợp lý nha anh em, 150 cặp nha anh em, 150.000 cặp ắc cò này nha, ắc cò độ dành cho Exciter 135-150.